Kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin hôm nay, ngày 24 tháng 11, sẽ là thông tin về năng lượng trong nước và quốc tế đáng chú ý. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 11, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức đối thoại quốc gia về chuyển dịch năng lượng bền vững, quản trị, tài chính và công nghệ tại Hà Nội. Tại đối thoại, các bộ ngành địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước đã trao đổi về kế hoạch định hướng thách thức trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các cam kết về phát thải ròng. Việt Nam luôn mong muốn được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về giảm phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng tái tạo, thực hiện mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững, phù hợp với thực tiễn.